chúng ta đang sống trong kỷ nguyên rực rỡ nhất của khoa học khám phá vũ trụ. Rất nhiều điều huyền bí, diệu kỳ đang diễn ra ngay trong chính vũ trụ của chúng ta. Hệ mặt trời là một trong những ẩn số tuyệt vời đó. Và sau đây, hãy cùng khoa học và khám phá tham gia vào cuộc hành trình để tìm hiểu thêm về những điều thú vị về hệ mặt trời của chúng ta. Hệ mặt trời của chúng ta được hình thành và tiến hóa bắt đầu từ cách đây khoảng 4,6 tỷ năm, nguyên nhân bởi sự suy sụp hấp dẫn của phần nhỏ thuộc đám mây phân tử khổng lồ. Khi đó, hầu hết các khối lượng bị suy sụp đều tích tụ ở trung tâm và tạo nên mặt trời, phần còn lại dệt ra và hình thành một đĩa đám mây bụi tiền hành tinh, sau đó tiến hóa dần thành các hành tinh, mặt trăng, các tiểu hành tinh và các tiểu thiên thể khác ở trong hệ mặt trời như ta thấy ngày nay. Các nhà khoa học đã tìm ra tuổi của hệ mặt trời nhờ các thiên thạch, các mảnh đá không gian rơi xuống trái đất, điển hình như nhờ có thiên thạch Allende rơi xuống trái đất vào năm 1969 và rải rác trên Mexico mà các nhà khoa học đã xác định được đây hiện là thiên thạch lâu đời nhất được biết đến với niên đại là 4,55 tỷ năm tuổi. Điều đặc biệt thú vị đầu tiên nằm ngay trong hệ mặt trời của chúng ta là sao Thủy nằm gần mặt trời nhất, nhưng hành tinh nóng nhất lại là sao Kim. Với bầu không khí rất độc hại và áp suất ở trên bề mặt khổng lồ của sao Kim có thể sẽ nghiền nát và giết chết bạn. Sao Kim có kích thước và cấu trúc tương tự với trái đất, tuy nhiên bầu khí quyển rất dày đặc và độc hại, giữ nhiệt trong hiệu ứng nhà kính mất kiểm soát. Sao Kim là hành tinh quay cực kỳ chậm và quay theo hướng ngược lại với hầu hết những hành tinh khác. Hành tinh này có bầu khí quyển dày đặc hơn trái đất tới 100 lần với thành phần chủ yếu là khí CO2. Nhiệt độ trung bình ở đây khoảng 468 độ C, trong khi đó nhiệt độ cao nhất của sao Thủy là 427 độ C. Vành đai tiểu hành tinh duy nhất mà các nhà khoa học biết đến tồn tại giữa sao Hỏa và sao Mộc. Có hàng chục nghìn tiểu hành tinh bay theo quỹ đạo giữa chúng, nhưng chúng thực sự cách rất xa nhau và rất ít khả năng va chạm. Điều này khác hẳn những gì chúng ta vẫn thấy trong các bộ phim giả tưởng, khi tàu vũ trụ luôn có nguy cơ bị va chạm với các tiểu hành tinh. Hầu hết mọi thứ trên trái đất đều là nguyên tố hiếm. Thành phần cơ bản của trái đất chủ yếu là sắt, oxy, silic, magie, lưu huỳnh, nickel, canxi, natri và nhôm. Tuy nhiên, khi so sánh với vũ trụ, chúng chỉ là các nguyên tố vi lượng bởi sự phong phú hơn nhiều của hydrogen và helium có trong vũ trụ. Nói một cách khác, hydrogen và helium là những nguyên tố phổ biến nhất trong vũ trụ. Kích thước của hệ mặt trời. Bạn vẫn có thể nghĩ về hệ mặt trời như một sự mở rộng quỹ đạo bởi hành tinh lùn rất được yêu thích là sao Diêm Vương. Ngày nay chúng ta thậm chí không coi sao Diêm Vương là một hành tinh chính thức. Tuy nhiên, chúng ta đã phát hiện ra nhiều vật thể quay quanh mặt trời xa hơn nhiều so với sao Diêm Vương. Đây là các vật thể bên ngoài sao Hải Vương Neptunian hoặc các vật thể vành đai Kuiper. Vành đai Kuiper, vành đai đầu tiên trong số 2 không gian chứa vật chất của mặt trời, nó được cho là có thể mở rộng tới 50 hoặc 60 đơn vị thiên văn. Một đơn vị thiên văn là khoảng cách trung bình của trái đất với mặt trời. Một phần khác thậm chí xa hơn của hệ mặt trời là đám mây sao trổi o ó khổng lồ nhưng mỏng manh. Nó có thể kéo dài tới 50.000 đơn vị thiên văn so với mặt trời, hoặc khoảng nửa năm ánh sáng xa hơn 1.000 lần so với sao Diêm Vương. Sao Mộc có đại dương lớn nhất trong tất cả các hành tinh. Hành tinh nằm xa mặt trời hơn 5 lần so với trái đất, có cấu tạo chủ yếu từ hydro và heli. Hydro trên sao Mộc tồn tại dưới dạng lỏng, tạo thành một đại dương hành tinh sâu 40.000 km. Chúng ta đang sống bên trong mặt trời. Khí quyển bên ngoài của mặt trời kéo dài vượt xa bề mặt nhìn thấy của nó, và quỹ đạo trái đất nằm trong bầu khí quyển mỏng manh này. Bầu khí quyển bên ngoài của mặt trời, hay còn gọi là nhật quyển, trải rộng ít nhất 100 đơn vị thiên văn, khoảng gần 16 tỷ km. Và thật đáng kinh ngạc, trọng lượng của mặt trời nặng đến khoảng 2 triệu tỷ tấn, gần bằng trọng lượng của 330.060 trái đất cộng lại. Nếu bên trong mặt trời hoàn toàn rỗng, có thể lấp đầy nó bằng 960.000 trái đất dạng hình cầu. Tuy nhiên, nếu trái đất bị ép lại bên trong mặt trời rỗng, có thể lấp đầy bằng 1.300.000 trái đất dạng dẹt, nghĩa là không có không gian bị lãng phí. Đặc biệt hơn nữa là mặt trời có kích thước, hình dạng, độ sáng, nhiệt độ, độ tuổi
và khoảng cách hoàn toàn phù hợp để tồn tại sự sống trên trái đất. Nếu một trong các chỉ số này bị sai lệch, dù chỉ là một sai lệch rất nhỏ, thì có lẽ sự sống trên trái đất của chúng ta đã không thể tồn tại. Ngay cả những thiên thạch thực sự nhỏ cũng có thể có mặt trăng. Người ta từng nghĩ rằng chỉ những vật thể lớn như hành tinh mới có thể có vệ tinh hoặc mặt trăng tự nhiên. Trên thực tế, sự tồn tại của các mặt trăng hoặc khả năng của một hành tinh để điều khiển một mặt trăng trên quỹ đạo một cách hấp dẫn đôi khi được sử dụng như một phần của định nghĩa về hành tinh thực sự là gì. Có vẻ không hợp lý khi các thiên thể nhỏ hơn có đủ lực hấp dẫn để giữ một mặt trăng. Rốt cuộc, sao Thủy và sao Kim không có gì cả, và sao Hỏa chỉ có những mặt trăng nhỏ. Nhưng vào năm 1993, tàu thăm dò Galileo đã đi qua tiểu hành tinh rộng 32 km có tên là Ida và phát hiện ra mặt trăng rộng 1,6 km của nó là Dacto. Kể từ đó, các mặt trăng đã được phát hiện quay quanh nhiều hành tinh nhỏ khác trong hệ mặt trời của chúng ta. Và cuối cùng, sao Diêm Vương. Nó nhỏ hơn một nửa chiều rộng nước Mỹ và nhỏ hơn rất nhiều so với bất kỳ hành tinh lớn nào khác. Nó hiện không còn được xem là một hành tinh. Sao Diêm Vương cách mặt trời 4.437 tỷ km khi ở khoảng cách gần nhất và thậm chí là 7.376 tỷ km. Ở khoảng cách xa như vậy, việc đo đường kính của một thiên thể thực sự là rất khó khăn. Lúc đầu, các nhà khoa học ước tính rằng đường kính của nó vào khoảng 6.600 km, tương đương với kích thước của sao Hỏa. Nhưng vào năm 1949, các nhà khoa học đã thay đổi con số này thành 10.000 km, gần bằng kích thước của trái đất. Và một năm sau, Gerard Kuiper sử dụng kính viễn vọng mới nhất để quan sát và tin rằng đường kính của sao Diêm Vương là 6.000 km. 15 năm sau, ông đã sử dụng phương pháp mới và sửa đổi con số này xuống dưới 5.500 km. Đến năm 1977, vấn đề lại xuất hiện. Các nhà khoa học đã sử dụng tỷ lệ albedo và tính toán rằng đường kính của sao Diêm Vương chỉ là 2.700 km. Con số này không chỉ bị cắt giảm một nửa mà còn nhỏ hơn cả mặt trăng. Sau đó, kích thước lý thuyết của sao Diêm Vương đã giảm xuống còn 2.376,6 km.